Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đưa các gian hàng nông sản tiêu biểu lên trưng bày phục vụ cho Ngày hội Nông sản Hoài Ân lần thứ nhất năm 2022. Nhiều sản phẩm mới có tiềm năng được trưng bày đẹp mắt, mang hình ảnh của văn hóa nông thôn Việt, như sản phẩm từ thịt heo Thảo Mộc, Nhan Trầm, các giống chim, gà mới, thổ cẩm. Ông Nguyễn Trọng Mật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Tính cho biết, xã quảng bá 12 sản phẩm nông nghiệp gồm chim trĩ, công xanh, gà lôi, mật ong vú, mật ong bọng, các sản phẩm gạo, thanh long ruột đỏ, nón lá, sơ dừa, dừa xiêm. Còn theo ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân, huyện trưng bày bưởi da xanh, dừa xiêm, trà gò lôi, trà nụ hoa hòe, gạo hữu cơ, bún khô. Đặc biệt, ngày hội giới thiệu các sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc, sản phẩm được công nhận OCCOB, đến doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Qua đó hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm và xúc tiến các hoạt động thương mại, tăng cường kết nối chặt chẽ giữa bốn nhà: nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học. Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân chia sẻ, Hoài Ân là huyện trung du miền núi, thích hợp phát triển cây ăn quả. Toàn huyện hiện có trên 3.120 hectare cây ăn quả chất lượng như bưởi da xanh, dừa xiêm, bơ sáp, mít thái, quýt đường. Đặc biệt là bưởi da xanh và dừa xiêm đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi nhuận trên 150 triệu đồng một hectare một năm. Bên cạnh đó, chăn nuôi cũng là thế mạnh của huyện, với thương hiệu heo Hoài Ân, gà ta thả vườn Hoài Ân. Với kết quả đạt được, giá trị kinh tế của ngành nông nghiệp chiếm hơn 60% trong tổng cơ cấu giá trị kinh tế toàn huyện.